Xin chào các nhà đầu tư, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Lâm Anh Tú, còn đây là chị Đặng Thị Trường An. Chúng tôi đến từ công ty cổ phần nông sản hữu cơ Hoa Nắng và chúng tôi là đồng sáng lập. Hôm nay chúng tôi đến đây với mong muốn là nhận được sự đầu tư của các sếp với số tiền là 10 tỷ tương đương với 30% cổ phần của công ty chúng tôi. Năm 2016-2017 thì theo thống kê chúng ta có hơn 10.000 tấn gạo xuất khẩu đi thị trường Mỹ bị trả về do không đảm bảo về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Chúng tôi bắt đầu tìm vùng nguyên liệu để sản xuất gạo hữu cơ. Đến cuối năm 2017 thì chúng tôi làm được 150 tấn gạo hữu cơ và chúng tôi đạt được chứng nhận hữu cơ do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu EU chứng nhận. Thì chúng tôi vừa ký được hợp đồng đầu ra cho 200 tấn gạo hữu cơ và chúng tôi ký thêm một hợp đồng nữa là 300 tấn lúa lô bồ gáp. Chúng tôi cũng mời các sếp dùng thử cái sản phẩm gạo hữu cơ của chúng tôi đã được chuẩn bị sẵn. Chúng ta trở lại ha. Mọi người trở lại trước đi. Louis ngồi đó để tiếp tục chương trình không sao cả. Em nói kỹ hơn về tình hình cụ thể của công ty bọn em như nào? Em có một cái yếu tố cần trình bày là nó có hơi rắc rối một tí xíu là công ty cổ phần Hoa Nắng là cái công ty mà em vừa mới thành lập từ tháng 4 2018. Thì 4 năm trước khi mà công ty về phân bón hữu cơ của tụi em có ý định mở ra một cái ngành mới là gạo hữu cơ. Do công ty em là công ty có yếu tố nước ngoài, do đó là không được can thiệp về lĩnh vực lúa gạo. Nên là tụi em buộc tụi em phải có một cái pháp nhân về công ty mới. Công ty mẹ tên là gì? Công là công ty trách nhiệm hữu hạn phân bón hữu cơ Greenfield. Cổ đông lớn nhất của em hiện tại ở công ty Hoa Nắng là anh phó tổng giám đốc của công ty Greenfield. Là bao nhiêu phần trăm? Là 94%. Trong đó thì chị An 3% và em 3%. Để cho hai em có đủ động lực để mình tiếp tục hoạt động mà chỉ có 6% à? Tụi em nghĩ là dù có phần trăm hay không có phần trăm tụi em cũng sẽ theo. Tại sao? Tại sao? Vì tụi em muốn làm được những cái gì mà tụi em đã cam kết với nông dân. Công ty có nợ gì không em? Không có nợ. Và tiền mặt bây giờ có bao nhiêu? Dạ tiền mặt là không. Ủa sao em hoạt động như thế nào? Tại vì 2017 đáng lý ra là dự án này nó đã dừng. Nhưng mà tại vì tụi em cố gắng, tại vì công sức tụi em bỏ ra 4 năm về trước. Nhưng thế anh kia dựa vào cái gì để lấy 94%? Anh không hiểu. Đúng rồi, tại sao em trung thành quá với người này? Ảnh là người khai phá, người đầu tư bỏ tiền vô để cho tụi em làm. Dạ. Bạn ấy chỉ là người góp vốn thôi. Bạn đó không có bảo hiểm chung với em. Hai em đã bỏ ra công sức, đã bỏ ra cuộc sống của hai em cho 5 năm. Đã làm hết tạo công ty từ không lên tới hôm nay. Thì đúng là hai em phải cầm nhiều hơn 50%. Bởi vì những cái rắc rối như vậy, chị quyết định không đầu tư. Anh quyết định không đầu tư. Nguyên tắc khi nói chuyện tiền bạc là chấm dứt tình cảm. Và anh làm là vì tiền. Và vì vậy cho nên anh quyết định là không đầu tư. Tôi nhìn cái nhãn của các bạn là có khả năng xuất khẩu. Dạ. Dạ. Tụi em đủ chưa... chuẩn xuất khẩu đủ sang chuẩn. Thị trường Mỹ và châu Âu. Thì gạo hữu cơ cũng như bạn nói, ở Việt Nam nhiều người sẽ không có quan tâm hay là mắc quá là ok. Nhưng mà nếu mà xuất khẩu được thì cái giá trị nó cao hơn nhiều. Tôi quyết định đầu tư vào các bạn 8 tỷ và tôi sẽ lấy 51%. Và cái số tiền còn lại thì tôi sẽ chuyển đổi lãi suất là 15% trong vòng 2 năm. Xin phép cho em hỏi ý chút. Sao trung thành vậy? Chứ một người trung thành làm việc như mình như vậy rất là... em An rồi ơi. Em đang chương trình Shark Tank. Làm việc không có lương, không có công ty, không có tiền. Quá nhiệt tình. Vẫn làm việc. Tại vì em thấy bây giờ để chạy được dự án để thì được cũng không án. Có đường nào khác. Nhưng mà người ta có biết là mình không có vốn trong đó. Biết anh. Thì tụi em cũng muốn chia sẻ với các sếp, tức là do là một năm tụi em chỉ làm một vụ thôi. Thì ở thời điểm này tụi em cũng chuẩn bị bắt đầu vào vụ mới rồi. Tụi em mong là vào mình thẩm định cũng như là mình làm sớm được cho tụi em để cho nó kịp mùa vụ với bà con. Sau khi em có thỏa thuận lại với anh Hoàng là anh cổ đông lớn của bên em thì ảnh đồng ý với cái điều kiện. Ok. Cảm ơn. Chúc mừng hai em. Dạ, cũng cảm ơn. Khi ghi hình về thì tim Hoa Nắng tan rã. Sau khi mà ghi hình xong, khi mà mọi người biết được là nhận được đầu tư nhưng mà lại không có chắc chắn gì hết, không chắc chắn là mình sẽ có được rót vốn hay không,
không chắc chắn được là cái sự góp vốn đó nó có kịp thời để mà mình kịp cái mùa vụ mình đang chuẩn bị sắp tới hay không. Thì cổ đông họp lại để mà đưa ra một quyết định. Cổ đông chính mới quyết định là không có làm tiếp nữa. Thì thật ra lúc đó An với Tú cũng rất là hụt hẫng. Thời điểm mà team Hoa Nắng tan rã là trước khi cái điều của Hoa Nắng lên sắc tăng. Khi quyết định lên sắc tăng giống như là nó là cái phao cuối cùng. Nhưng rồi khi mà mình le lói được một chút ít hy vọng về cái phao đó thì mình lại cũng không tiếp tục được với nó. Thì cảm giác gần như là tuyệt vọng. Và tối hôm đó là An xem cái chương trình của mình ở nhà một mình. Cảm giác ban đầu là thật sự là không dám xem. Một phần là cũng buồn, một phần là cũng không biết là nó sẽ như thế nào. Thì Tú có họp mọi người lại để nói chuyện. Hầu như là ai cũng muốn tiếp tục dự án này. Thì lúc đó mình mới ra một cái quyết định thì mang tính chất rất là mạo hiểm. Hoa Nắng cũ tan rã thì Tú lập ra một Hoa Nắng mới. Vẫn là ekip cũ, nhưng mà không có chị An. Tại vì lúc này chị An phải giải quyết những cái vấn đề còn lại của Hoa Nắng cũ. Vì cái lúc này thì cái gạo tồn kho của Hoa Nắng cũ vẫn cần người giải quyết. Thì chị An là người ở lại và Tú và ekip của Tú thì tiếp tục làm với Hoa Nắng mới. Tại vì hợp đồng ký của mùa vụ năm ngoái thì bắt buộc mình phải xử lý hết. Mình phải làm tốt cái cũ thì mình mới có cơ hội mình làm tiếp cái mới. Khi Jacques Louis liên lạc á, An cũng có nói chuyện với Tú là nên thẳng thắn và rõ ràng với Jacques Louis ngay từ đầu. Bây giờ tất cả những cái thay đổi như vậy thì anh có bằng lòng để đi tiếp hoặc là để có thể ngồi lại mà nói chuyện với nhau hay không, để tránh làm cái chuyện là mất thời gian của nhau. Sau khi suy nghĩ thì anh Louis ảnh bằng lòng với những cái thay đổi này. Anh muốn nói rõ là có một sự rủi ro trong đây, nhưng mà anh chấp nhận là lý do tại sao cá nhân anh trong khi nhìn vào thị trường thực phẩm Việt Nam, tôi thấy cái nhiều sự lo lắng về sản phẩm sạch. Mấy chục năm sau, vấn đề về ảnh hưởng về ung thư, về những cái bệnh hoạn mà không biết được. Cái đó cái điều anh quan tâm đầu tiên là cái chiến lược nó quá rõ ràng đối với tôi rồi. Tôi chỉ làm những sản phẩm sạch, tôi chỉ làm những sản phẩm về hữu cơ và cái này sẽ không bao giờ thay đổi. Đó là bước đầu. Và thứ nhì là sự trung thành của hai bạn. Chắc các bạn biết cái sự trung thành nó không có mua được. Thì tôi cảm nhận được khi tôi thích làm việc những người có cái cảm giác trung thành. Trung thành về cái ý tưởng về đầu làm việc những sản phẩm sạch và những sản phẩm tốt cho xã hội. Nhưng mà cũng phải nói thêm là khi mà bắt đầu làm việc thêm qua vấn đề thẩm định thì mình nhìn cái tiềm năng của Hoa Nắng cũng rất là mạnh. Công ty bây giờ đã có doanh thu và lợi nhuận. Công ty này đã có một cái đà thì làm sao cho nó mạnh mẽ hơn. Thì đó sự mong muốn tôi đã tham gia vào. Hiện tại thì Hoa Nắng đang làm gạo hữu cơ về mảng nội địa là chính. Thì sắp tới thì Hoa Nắng cũng muốn là anh Lữ định hướng cho Hoa Nắng về mặt xuất khẩu sẽ như thế nào. Phải nhắc lại lúc đầu là khi mà nhìn vào báo cáo tài chính và dự toán mấy năm sắp tới thì cái tình hình mà nếu mà mình làm gạo không thôi nó sẽ không có được tăng trưởng như anh mong muốn. Mình có thể là xuất khẩu hay là đem những sản phẩm khác nằm dưới Hoa Nắng thì nó sẽ là mạnh mẽ hơn. Xuất khẩu thì công ty của anh và cá nhân anh thì có một công ty đang bán hàng bên Mỹ. Nó bán cho độc quyền Bia Sài Gòn bên Mỹ. Thì công ty đó là công ty offline, nghĩa là nó đang phân phối trong thị trường Mỹ, trong các siêu thị và hệ thống bán sỉ bán lẻ. Có một công ty khác tôi sắp sửa công bố về đầu tư vào là công ty tên là Vietsway. Cái chiến lược nó sẽ có offline và online. Offline là hệ thống phân phối bán sỉ bán lẻ và hệ thống online đó là qua công ty Vietsway. Vietsway là một công ty hoạt động Việt Nam của một người Mỹ tên là Eric Franco. Các bạn sẽ được cơ hội gặp anh đó. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ sản xuất Vietsway được thành lập nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, thợ thủ công cá nhân Việt Nam quảng bá, tiếp thị và xuất khẩu sản phẩm của họ ra thế giới. Hiện tại, Vietsway đang hợp tác với các trang bán hàng quốc tế lớn như Amazon, Walmart, eBay, Google Shopping, Etsy, Rakuten và có hơn 200.000 sản phẩm với đa dạng các mẫu mã khác nhau, từ thủ công mỹ nghệ đến các loại đặc sản Việt Nam. Bên cạnh đó, Vietsway còn sở hữu một nhà kho hơn 1.000 m2 tại New York, nước Mỹ, nơi hàng hóa có thể dễ dàng được lưu trữ và vận chuyển.
Các đối tác của Vietquay sẽ được hỗ trợ tốt nhất về các dịch vụ, hỗ trợ logistics, kho bãi, hỗ trợ chăm sóc khách hàng toàn cầu, bộ phận bán hàng, thương mại điện tử. Hello. I'd like to introduce you to Mr. Ang Hoa Nắng and Mr. Hello. Chu Hoa Nắng. Là ông Eric của công ty tổng giám đốc công ty Vietquay. Bên Vietquay đang đi theo dạng là tiểu ngạch, còn mình là mình đi dạng là chính ngạch, có nghĩa là mình xuất khẩu theo container hoặc là những cái dạng là số lượng lớn. Thì nó có khó khăn gì trong vấn đề là Vietquay có hỗ trợ mình trong những cái vấn đề xuất khẩu đó hay không? You can put up a container of rice on our website, that's not a problem. Because we've received many requests from international purchasers who are interested in buying millions of kilos of dragon fruit to coffee, rice, tea. Bạn có thể để nguyên một container của gạo trong website này cũng có thể có người mua. Các chục nghìn ký thanh long đỏ, tới gạo, tới cà phê, tới những sản phẩm khác. Nông sản. Lý do anh hợp tác với Eric tại vì Eric gặp gỡ rất nhiều những cơ hội này, nhưng mà lại đầu bên kia không có. Trong khi em có cơ hội xuất khẩu mà họ cũng lại muốn tiếp cận những số lượng cao hơn. Tình cờ thì Shopee mời tôi tham dự một giám khảo một chương trình kêu là Startup Day. Từ khi tôi rời cái chương trình thì bị tình cờ gặp Eric Frankel, đó là tổng giám đốc của Vietquay. Thì ông nói là tôi bán 200.000 sản phẩm Việt Nam trên hệ thống Amazon, là anh muốn hiểu ông là ai vậy. Phải nói là ông này cũng rất là không có dễ để mà quen để mà hợp tác cái kiểu đó, tại vì công ty ông doanh thu lợi nhuận cũng tương đối tốt. Thì trong thời gian khoảng là 2 tháng anh mới thuyết phục được làm việc với Eric. Thank you for coming by and cảm ơn hai bạn nha, chú và An. Thì buổi bắt đầu mình gặp nhau, nhưng mà hy vọng tương lai sẽ mạnh mẽ hơn với hợp tác giữa Hoa Nắng và Vietquay. Ha. Mình gặp nhau ăn uống nhiều ha. Yeah. Okay. Hai người này rất là chân thành, họ dành rất nhiều thời gian với nông dân. Tôi cứ hỏi là ủa sao cứ đi Sóc Trăng Bến Tre hoài vậy, nó là tại vì họ phải ra làm việc với nông dân để đảm bảo được cái chất lượng để xuất khẩu. Làm việc ngoài ruộng thì làm sao mà so sánh với ngồi ở văn phòng, đúng không ạ? Tôi cũng trao đổi vài chuyên gia về hữu cơ trong nước Việt Nam và nước ngoài, tình hình về thị trường hữu cơ và nông dân suy nghĩ thế nào. Cái quan trọng nhất là cái đầu ra, nếu mà họ sản phẩm hữu cơ ai sẽ mua, cái đó cái sự lo sợ của họ. Và tôi đang làm việc với nhóm bên Mỹ và họ sẵn sàng hỗ trợ về những vấn đề này để cho nông dân mình hợp tác những đơn vị của nhà nước mình và những công ty chuyên môn về tập trung về hữu cơ để làm sao cho nông dân mình hiểu cái khả năng, cái tiềm năng sản phẩm hữu cơ bán nước ngoài như thế nào và làm đúng như thế nào. Thì đó là cái xu hướng tôi đang mong muốn sẽ thực hiện được. Cái ngày ký kết về thỏa thuận đầu tư với anh Lữ là một ngày chắc là sẽ rất là ý nghĩa đối với lại An, bản thân An, Tú hay là mọi người trong team Hoa Nắng và cả những người bạn mà luôn theo dõi cũng như ủng hộ Hoa Nắng từ trước đến giờ. Thời gian hôm nay dù là mưa bão và gió âm u phía ngoài mà các bạn vẫn dành thời gian tới đây để dự cái sự kiện hôm nay. Xin được mời tất cả đại diện, chúng ta sẽ bắt đầu lễ ký kết. Hy vọng rằng với lễ ký kết ngày hôm nay sẽ mở ra những điều vô cùng ý nghĩa dành cho nông sản Hoa Nắng. Thôi được rồi, bây giờ anh đưa nốt cái offer cuối cùng để em chọn nhé. Là anh đồng ý đầu tư cho em 3,5 tỷ
đổi lấy 30% cổ phần. Và nếu mà em thất bại thì bản thân cái team của em phải về làm cho anh một năm. Anh đưa ra hai option để em chọn. Bây giờ tóm lại là em có hai offer nhá. Offer. Cái offer của Sắc Phú.